Cùng chung tay chống dịch COVID-19 với cộng đồng người Việt khắp nơi trên thế giới. Mới đây, Hội người Việt Nam tại thủ đô Bangkok và Hội người Thái gốc Việt tỉnh Mục Đa Hàn, Thái Lan đã trao tặng lương thực, thực phẩm, thiết bị y tế và tiền ủng hộ phòng chống dịch bệnh cho bệnh viện tỉnh Mục Đa Hàn và bà con gốc Việt tại Bangkok. Tổng cộng đã có 4 máy trợ thở, 500 bộ quần áo bảo hộ và 855.000 bạt tương đương với gần 27.000 đô la Mỹ. Cùng nhiều thiết bị phòng chống dịch COVID-19 đã được Hội người Thái gốc Việt tỉnh Mục Đa Hàn và gia đình ông bà Dương Thị Lan, Nguyễn Ngọc Thìn trao tặng cho Bệnh viện tỉnh Mục Đa Hàn. Bên cạnh đó, Hội người Thái gốc Việt cũng đã gửi về Việt Nam hơn 1.000 đô la Mỹ để ủng hộ quỹ phòng chống dịch COVID-19 trong nước. Ngoài ra, gia đình bà Lan, ông Thìn còn phát quà, gạo, lương khô trị giá hơn 7.000 đô la Mỹ cho 600 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị thất nghiệp tại tỉnh Mục Đa Hàn. 200 phần quà gồm gạo, cá hộp, khẩu trang của Hội người Việt Nam tại Bangkok cũng đã được trao tặng cho bà con xóm Việt Sảm Sền, Bangkok, Thái Lan.